Một tổ chức mới thế chân cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali sẽ diễn hành Tết. Những bản tin mới nhất đến từ Nhật Sang, quận Cam, Orange County Register cho biết rằng Hội đồng thành phố Westminster vừa lựa chọn một tổ chức diễn hành Tết mới tại Little Sài Gòn vào dịp lễ Tết Nguyên Đán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng Giêng năm 2020 tới đây. Được biết, kể từ năm 2013 đến nay, thì cộng đồng người Việt quốc gia Nam California là tổ chức thường xuyên đảm trách vai trò tổ chức các cuộc diễu hành. Nhưng năm nay, thì Hội đoàn Little Sài Gòn Vietnamese Tết Parade mới thành lập và đã được cấp giấy phép tổ chức cuộc diễn hành Tết Canh Tý sắp tới, thế chân cho tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia Nam California. Một trong những nguyên nhân chính diễn tới việc này có thể là do những tranh cãi, những đụng độ giữa nhiều nhóm người Mỹ gốc Việt chống cộng trong cộng đồng và sự hiện diện của những tư tưởng ủng hộ Trung Quốc của một vài giới trách cao cấp. Cũng theo tin tức từ Orange County Register cho hay, khi thủ tục bỏ phiếu cấp giấy phép cho ban tổ chức diễn hành Tết, nghị viên Sergio Contreras đã bỏ phiếu trắng, nghị viên Tài Đỗ bỏ phiếu chống, nghị viên Kimberly Hồ, Nguyễn Mạnh Chí và thị trưởng Tạ Đức Trí bỏ phiếu thuận cho tổ chức Little Sài Gòn Westminster Tết Parade sẽ tổ chức diễn hành vào Tết Canh Tý năm 2020.